Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4:30 giờ California, tức là 6:30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 22 tây tháng 4 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái đề tài đầu tiên thì Phong đã dựa trên một bài phân tích của tác giả Chris Reed trên tờ Epoch Times. Trong đó, tác giả này đã cảnh báo một vành đai, một con đường của Tập Cận Bình khởi đi từ năm 2013 với tổng số tiền lên tới 3.870 tỷ Mỹ Kim trong tổng cộng là 2.951 dự án gần 70 quốc gia tham gia, và toàn bộ dự án này có thể sẽ bị sập vì con siêu vi khuẩn Vũ Hán, và coi như Tập Cận Bình sẽ phải đối diện với một cái hậu quả rất lớn khi toàn bộ cái dự án này sụp đổ, tham vọng của Tập Cận Bình cũng sụp đổ theo. Và trong cái bài phân tích này thì Phong có đưa thêm những cái ý, bởi vì về một vành đai một con đường Phong đã phân tích trước đó một vài bài ở trong cái chương trình Houston Nhật Ký rồi. Phong chỉ thêm ở những cái phần mà những cái tham vọng của Tập Cận Bình, trong đó là sẽ gia tăng cái phát triển kỹ thuật của Trung Quốc và cung cấp dịch vụ Internet cũng như kỹ thuật cho những quốc gia khác thông qua một vành đai một con đường, dọc theo những con đường, những bến cảng, những phi trường mà Trung Quốc xây dựng cho những quốc gia đang phát triển. Bên cạnh đó thì là sẽ là một cái chiến lược sau cùng, là sẽ trở thành một trong những cái đường đổ bộ của lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc thông qua các quốc gia một vành đai một con đường, để mà bắt đầu khai triển cái mạng lưới quân sự của Trung Quốc trên toàn cầu. Đó là cái tham vọng của Tập Cận Bình. Và tác giả Smith Street này cũng đã đưa ra một trong những cái điều cốt lõi trong cái văn bản mà ông ta đọc được về cái quy tắc mà vay tiền của Trung Quốc là lúc nào cũng có collateral, tức là có phần thế chấp. Đây là những quốc gia nghèo khó cho đi vay nợ và họ không đủ điều kiện vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới World Bank hay là Ngân hàng Phát triển Á Châu ADP, thì họ phải vay của Trung Quốc, mà vay của Trung Quốc thì Trung Quốc lại đòi phần thế chấp và siết nợ ở những phần thế chấp này. Thì đây là một trong những cái điểm mà tôi đã từng nhắc tới với tất cả các bạn. Và cùng một lượt tôi cũng đã giải thích cái quy tắc của IMF, của World Bank hay của ADP khi họ cho vay tiền. Họ không đòi hỏi thế chấp giống như Trung Quốc, nhưng cái quy tắc cho vay của họ rất khó khăn. Muốn vay số tiền lớn để phát triển toàn bộ kinh tế quốc gia là một cái dự án rất lớn, thì IMF, World Bank hay là ADB đòi hỏi một cái bản kế hoạch thư rất chi tiết từng năm, từng tháng, và tiền chi cho cái gì ra sao, thế nào, cải tổ chính trị, cải tổ kinh tế, cải tổ tư pháp như thế nào. Thì nó là cả một cái quá trình rất lớn. Mà tôi đã nêu cái thí dụ điển hình của hai quốc gia Thái Lan và Nam Hàn. Thái Lan đã từ chối không vay số tiền của IMF, trong khi Nam Hàn thì vay 58 tỷ Mỹ Kim năm 1998. Và kết quả sau 20 năm thì Thái Lan vẫn còn lay hoay ở trong cái nền kinh tế đang phát triển và một cái nền chính trị khá bất ổn. Ngược lại, Nam Hàn chấp nhận tất cả các cái khung quy tắc của IMF, thì bây giờ họ trở thành một nền kinh tế mạnh nhất khu vực, và đồng thời họ cũng trở thành một trong những cái nền chính trị được xem là nền chính trị minh bạch ở khu vực. Và đó là những gì đã Phong đã chia sẻ với các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta bước qua cái đề tài thứ hai. Đề tài thứ hai trong một cái bản tin mới nhất từ tờ South China Morning Post có cái lời cảnh báo là các giới chức ở khu vực Cáp Nhĩ Tân đã che giấu cái con số và che giấu những cái thông tin liên quan tới đại dịch. Và điều này có nghĩa là đã có tình trạng gọi là che giấu tất cả những cái thông tin này. Một trong những cái bệnh viện ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã không thể nhận thêm các bệnh nhân bởi vì số lượng đã vượt quá mức giới hạn và cái số lượng lây nhiễm đã bắt đầu lây lan qua tất cả các nhân viên y tế. Một số giới chức của y tế và nhân viên y tế cũng như các cái người mà quan sát đang nằm trong tình trạng bị hội chứng và đang nằm trong tình trạng cách ly. Đầu tháng 4 thì các giới chức ở khu vực tỉnh phía Bắc Hắc Long Giang báo cáo là có một cái làn sóng
của việc lây nhiễm này tràn qua các thành phố, và trong đó hầu hết nằm tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, được xem là thủ đô của tỉnh Hắc Long Giang. Và khi mà Trung Quốc bắt đầu bùng nổ cái đại dịch từ tháng Giêng, thì Cáp Nhĩ Tân đang có khoảng 24 cái bệnh viện để trị cho các bệnh nhân với lại con siêu vi khuẩn Vũ Hán này. Và hiện nay thì theo tin cho biết là số lượng đã bắt đầu vượt quá mức cho gọi là không đủ để mà chứa nữa. Các bệnh viện, 24 cái bệnh viện này đều không thể nhận thêm người, và gần như là nhiều người đã phải nằm ở ngoài đường, và rất nhiều những cái tình trạng tiêu cực đang xảy ra tại đây. Và các giới chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại tỉnh Hắc Long Giang cho biết là tất cả các bệnh nhân bị nghi ngờ là nhận được cái thử nghiệm này, kể cả dùng cả thử máu và máy scan, vẫn không xác định được là con siêu vi khuẩn này dương tính hay âm tính, cho thấy là các cái vật thử nghiệm của Trung Quốc là coi như không có work nha các bạn. Rồi bên cạnh đó thì Trung Quốc đã bắt đầu loan báo là sẽ có một cái second wave, tức là một cơn sóng thứ hai của đại dịch này bùng nổ tại Trung Quốc, mà Trung Quốc đổ thừa là do import, tức là từ bên ngoài nhập vào, đặc biệt là ở khu vực Hắc Long Giang, Cáp Nhĩ Tân, nơi mà có đường biên giới với lại kể cả Nga, kể cả một phần của Mông Cổ và kể cả một phần của Bắc Hàn. Và cho tới giờ phút này thì chưa biết được con số là có bao nhiêu người đã bị lây nhiễm, con số vẫn chưa được báo cáo chính thức. Tuy nhiên thì phía giới chức này vẫn đang tìm cách gọi là được phát hiện trong một cái tập tài liệu được phát hiện mấy ngày trước, thì là các giới chức của thành tỉnh Hắc Long Giang đã yêu cầu các giới chức y tế trước khi báo cáo con số phải cung cấp con số cho họ, và họ sẽ đưa ra con số chính thức cho giới chức y tế báo cho bên ngoài, và không đúng theo con số thật sự mà các giới chức y tế đã làm việc và đã hiểu được đây là tình trạng mà đang diễn ra tại Hắc Long Giang. Đó là một trong những cái tin mà chiều ngày hôm nay tôi có. Bây giờ chúng ta mở cái bản đồ lên trước đi các bạn, tại vì tôi muốn các bạn thấy rõ cái bản đồ này trước khi mà chúng ta bước vào trong cái biết rõ Cáp Nhĩ Tân nằm ở đâu, Hắc Long Giang nằm ở đâu, và tại sao bây giờ tất cả truyền thông Trung Quốc tập trung vào Hắc Long Giang. Tôi sẽ mở cái bản đồ lên cho các bạn xem trước, rồi chúng ta mới đi vào phần thảo luận sau. Ok các bạn, đây là cái bản đồ Trung Quốc nha. Nếu tôi zoom gần vô thì Cáp Nhĩ Tân nằm ở trên đây nha. Ok, đây là tỉnh Hắc Long Giang, các bạn thấy chữ Hắc Long Giang, và Harbin tức là Cáp Nhĩ Tân nằm ngay đây. Đây là thủ đô của tỉnh Hắc Long Giang, và nếu tôi zoom ra thì các bạn sẽ thấy là nó nằm ở gần biên giới của Nga. Các bạn thấy Bắc Hàn nằm ở dưới đây nha, và Nga thì nằm ở dọc theo đây là biên giới của Nga nha các bạn. Toàn bộ khúc này biên giới của Nga, và quanh đây là biên giới của Mông Cổ. Ok, cái tỉnh này nó đặc biệt là nó giáp ranh với ba quốc gia, trong đó có Bắc Hàn nằm ở dưới đây, Nga nằm ở trên và nằm ở bên tay phải, còn bên tay trái là Mông Cổ. Ok, và Harbin tức là Cáp Nhĩ Tân, đây là tỉnh, cái thủ đô của Hắc Long Giang nơi đây. Và bây giờ tất cả các đường biên giới với Nga là Nga thật sự đã đóng tất cả biên giới từ khu vực này nha các bạn, từ khu vực ở đây mà kéo dài cho tới khu vực ở Vladivostok, là cái chỗ mà trước đây Nga đã từng tập trận ở đây đó các bạn. Tất cả những khu vực này là biên giới của Nga, và Nga đóng cửa, Trung Quốc cũng bây giờ đã đóng cửa với Nga. Ok, đó là tỉnh Hắc Long Giang. Ok, và cái chỗ Vũ Hán nằm ở đâu? Ok các bạn, Hồ Bắc nằm ngay đây nha. Ok, cái này xin lỗi quý vị, cái này là Hà Bắc chứ không phải Hồ Bắc, sorry. Hồ Bắc đây các bạn, sorry. Ok, tỉnh Hồ Bắc nằm đây, đây là Hà Nam và ở trên là Hà Bắc nha các bạn. Chữ Hà Bắc, Hà Nam khác, và Hồ Bắc, Hồ Nam khác. Đây là Hồ Bắc, ok. Và Vũ Hán, ok, xin lỗi, Hồ Nam là Hồ Nam, ok. Vũ Hán, đây, ok. Đây là Vũ Hán, đây là cái nơi mà bùng nổ dịch bệnh, trung tâm dịch bệnh nằm ngay chỗ này, ok. Đó là một trong những cái bản đồ để cho các bạn thấy nó nằm ở đây. Và bây giờ nó lên tới trên này. Ok, bây giờ Trung Quốc bắt đầu tập trung cơ quan truyền thông tuyên truyền rằng là cái second wave, tức là cái đợt dịch thứ hai, họ gọi là như vậy thôi, sẽ bùng nổ ở khu vực Cáp Nhĩ Tân, ở Hắc Long Giang, gần biên giới Bắc, ngay Bắc Hàn, rồi Nga, rồi Mông Cổ. Và họ đổ thừa là những cái này là import, tức là ngoại nhập, tức là họ đổ thừa từ phía Nga. Sau khi Nga trục xuất những người Trung Quốc về lại nước, về lại Trung Quốc, thì là đã đem cái con vi khuẩn này vào. Đây là cái cách đổ thừa của truyền thông Trung Quốc.
và đang tập trung ở khu vực của Cáp Nhĩ Tân. Đây là thành phố nằm ở vùng cực Bắc và cái khu vực cư dân ở đây được xem là khá nghèo, gần như là cái khu vực nông thôn, và cái mùa đông ở đây rất là khắc nghiệt. Tức là cái mùa đông kéo dài lắm, tới tháng 4 này vẫn còn mùa đông. Là cái mùa đông rất là khắc nghiệt ở khu vực này. Cái vấn đề xảy ra là tại sao bây giờ Trung Quốc lại bắt đầu mở ra và cho thấy rằng là Cáp Nhĩ Tân là trở thành cái nơi có cái second wave, tức là trung tâm thứ hai của cái đại dịch. Trung Quốc có rất nhiều ẩn ý trong đây các bạn. Thứ nhất là Trung Quốc cố tình đổ thừa cho ngoại nhập. Ngoại nhập ở đâu? Thì các đường biên giới. Thì các đường biên giới bây giờ Trung Quốc chọn phía Bắc, nơi có Bắc Hàn, có Nga, là cái nơi mà Trung Quốc chọn để làm cái địa điểm gọi là bùng nổ dịch bệnh, để tránh cho những cái nơi khác không bị ảnh hưởng. Mà một lát tôi sẽ phân tích những nơi nào mà tôi nói rằng là sẽ bị nhiều nhất nha các bạn. Đây là cái thứ nhất, là họ muốn chuyển từ cái trung tâm dịch bệnh ở Vũ Hán qua cái khu vực ở phía đông bắc của Trung Quốc, tức là cực bắc của Trung Quốc, nơi mà không có ảnh hưởng nhiều và không có lây lan nhiều nếu như thật sự có bệnh ở đây. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, do áp lực cộng đồng quốc tế trong suốt cả hơn 2 tuần qua, tất cả những lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Tổng thống Donald Trump, có Thủ tướng của Anh là ông Boris Johnson, và có Thủ tướng của Úc, rồi có cả bà Angela Merkel, có cả ông Justin Trudeau của Canada, rồi có cả kể cả tổng thống của Pháp là Macron. Tất cả những người này đều bày tỏ cái sự bất tin tưởng vào con số mà Trung Quốc báo cáo. Tức là họ không tin vào cái con số mà Trung Quốc báo cáo, tôi chỉ có 80,000 người bị lây nhiễm và khoảng 4,000-5,000 người chết thôi. Đó là con số nhà nước Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Thì tất cả các lãnh đạo thế giới đều không tin tưởng. Và Trung Quốc cũng đã thấy được rằng bây giờ mình nói kiểu này nó không tin rồi. Thì bây giờ phải có cớ để đưa con số thật ra. Có cớ để đưa con số một ít con số thật ra. Do đó, cái việc mà chọn Cáp Nhĩ Tân ở khu vực Hắc Long Giang làm cái trung tâm dịch bệnh thứ hai là Trung Quốc có cớ để đẩy những cái con số thật sự chết ở Trung Quốc là bao nhiêu. Bắt đầu dùng cái lý do ở Cáp Nhĩ Tân và Hắc Long Giang để nói rằng ô, tại vì nó bùng nổ ở đây, nó bây giờ mới chết nhiều, chứ lúc trước đâu có chết nhiều. Tức là Cộng sản Trung Quốc vẫn gian manh trong vấn đề này. Họ vẫn gian manh trong cái vấn đề mà nói về cái con số thật sự của những cái người mà gọi là bị lây nhiễm. Và điều thứ ba là một mặt đẩy ở trên cực đông bắc ở Trung Quốc, một mặt khác thì Trung Quốc lại bắt đầu có cái chiến dịch gọi là tăng cường và bành trướng ở khu vực ở phía nam của họ, tức là khu vực Biển Đông. Rõ ràng là Trung Quốc đang muốn dư luận chú ý ở khu vực Hắc Long Giang để Trung Quốc rảnh tay bắt đầu thực hiện những cái giấc mộng mà bành trướng của họ ở cái cửa phía nam, tức là ở khu vực từ ở Hải Nam xuống Đông Nam Á. Mà các bạn thấy con tàu Hải Dương họ xuống, đi kèm với con tàu Hải Dương 8 này là các tàu hải quân của Trung Quốc và các tàu hải giám của Trung Quốc. Rõ ràng, và trước đó Trung Quốc lại đặt tên cho tất cả những cái đảo ở nằm ở Trường Sa và Hoàng Sa thành Tây Sa, Nam Sa, phân quận huyện tùm lum hết. Rồi yêu cầu là Cộng sản Việt Nam phải rút quân ra khỏi các cái đảo này, vân vân. Thì rõ ràng là Trung Quốc đang muốn đẩy lửa ra bên ngoài, ở dưới Biển Đông, và tập trung cái khu vực dịch bệnh, trung tâm dịch bệnh ở khu vực Cáp Nhĩ Tân. Đây là cái ý đồ của Trung Quốc sau khi mà bây giờ họ phải công bố ít nhất con số hợp lý hơn. Tôi không nói là họ nói thật tất cả các con số. Họ chỉ muốn công bố một con số hợp lý hơn để cộng đồng quốc tế không thắc mắc về cái số tử vong và lây nhiễm ở Trung Quốc nữa. Tại vì nó là cái nơi khởi thủy và nó là cái nơi mà khó kiểm soát nhất. Mà bây giờ họ nói là chỉ có 80,000 trường hợp lây nhiễm và 4,000 mấy, chưa tới 5,000 trường hợp bị tử vong. Thì con số này là không một quốc gia nào tin được hết. Ngay cả Hoa Kỳ đã được báo động ngay từ đầu mà vẫn lọt 430,000 người từ Trung Quốc vô. Tức là những người công dân Mỹ thường trú nhân gì đó quay trở lại từ Trung Quốc. Mà bây giờ nó lan rộng ra toàn bộ, là các bạn thấy ở Mỹ này là số lượng người lây nhiễm không đã là mấy trăm ngàn người rồi. Mà số lượng người tử vong không đó là 41,000 người rồi. Mà Trung Quốc là trung tâm dịch bệnh, văn hóa thấp, y tế thiếu tùm lum hết.
mà con số chỉ có 80 mấy ngàn là các bạn đủ hiểu cái con số nó khác biệt quá xa rồi. Do đó Trung Quốc thấy ngượng khi mà con số tử vong của Hoa Kỳ càng lúc càng cao mà của họ lúc nào cũng là giữ mức thấp như vậy. Vì vậy phải có một cái cớ để mà đưa ra con số hợp lý hơn. Và cuối cùng họ chọn Cáp Nhĩ Tân ở Hắc Long Giang. Đó là cái mục tiêu họ chọn. Và chọn ở cực Đông Bắc để người ta chú ý khu vực trên đó cùng với khu vực của Bắc Hàn. Trong khi người ta sẽ không chú ý ở khu vực phía Tây Nam ở dưới đây. Và khu vực này là khu vực mà Trung Quốc đang tìm cách bành trướng và có những cái hoạt động quân sự, gia tăng hoạt động quân sự của họ tại khu vực ở phía Biển Đông và kể cả khu vực Đài Loan. Rõ ràng Trung Quốc đang có cái thâm ý này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ok, bây giờ nếu mà nói lây nhiễm, ok, tôi mở lại cái bản đồ để cho các bạn thấy rõ cái bản đồ mà chúng ta có thể thấy được nha các bạn. Ok, lúc nãy tôi đã đưa các bạn xem cái tỉnh này là Tứ Xuyên, ok, Hồ Bắc, ok, Vũ Hán nằm ngay đây. Nó nằm toàn bộ ở tỉnh Hồ Bắc này các bạn, ok, là cái nơi mà được xem là bùng nổ dịch bệnh. Và các bạn thấy từ Hồ Bắc qua Thượng Hải rất gần, từ Hồ Bắc qua Trùng Khánh rất gần, xuống tới Quý Châu rất gần các bạn. Và đặc biệt là từ Hồ Bắc mà xuống Quảng Châu cũng không xa lắm. Đây là những cái nơi mà tôi nghĩ rằng nó mới là trung tâm dịch bệnh. Trong khi Hồ Nam, Giang Tây nằm sát tỉnh này. Hồ Nam nằm kế Hồ Bắc và nằm xéo với lại Giang Tây, An Huy nằm ở đây. Mà họ nói rằng là những tỉnh này các bạn thấy, có bao giờ các bạn nghe báo cáo về An Huy không? Có bao giờ các bạn nghe báo cáo về tỉnh Giang Tây? Có bao giờ các bạn nghe báo cáo về tỉnh Hồ Nam? Có bao giờ các bạn nghe nói báo cáo về ở Trùng Khánh và ở Tứ Xuyên là những nơi mà có cái gần với lại Trung Quốc, gần với lại Hồ Bắc không? Chúng ta không hề có bất cứ một cái thông tin nào liên quan tới cái những cái thông tin dịch bệnh liên quan tới Hồ Bắc cả. Nhưng mà trong con số, các bạn còn nhớ cái ngày đầu, thị trưởng của thành phố Vũ Hán đã tiết lộ là trước khi mà cái lệnh phong tỏa được ban hành, sau khi nó được ban hành là ngày ban hành được 2 ngày, tức là ngày 21 Tây, thì ông này lên tiếng nói rằng là sẽ phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán vào ngày 23 Tây. Trong vòng 2 ngày đó, đã có hơn 5 triệu người rời khỏi thành phố Vũ Hán. Vậy họ đi đâu? Họ rời khỏi thành phố Vũ Hán, họ tản ra tất cả các cái khu vực tỉnh xung quanh mà tôi vừa chỉ cho các bạn, xuống Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Quý Châu, Trùng Khánh, rồi lên tới khu vực của Hà Nam, rồi qua tới khu vực của Tây An, rồi lên tới khu vực của Giang Tô. Đó là những cái tỉnh mà nằm xung quanh Vũ Hán. Tức là họ tản ra hết. Và bây giờ những người đó ở đâu? Và những con số thật sự ở những cái khu vực này, chưa bao giờ chúng ta thấy được con số báo cáo chính thức từ nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Mà các bạn thấy, đối chiếu với Mỹ thôi, đối chiếu với Hoa Kỳ, khi mà nó bắt đầu bùng nổ cái dịch bệnh ở Hoa Kỳ, một phần Hoa Kỳ chủ quan tin vào Tổ chức Y tế Thế giới về cái tiềm năng nguy hiểm của đại dịch. Nhưng mà một phần khác thì các bạn thấy rằng cái hệ thống y tế của Hoa Kỳ tốt chứ không có xấu. Các bệnh viện của Hoa Kỳ rất là tốt so với bệnh viện của Trung Quốc. Nếu mà các bạn đem bất cứ một cái bệnh viện nào của Hoa Kỳ ra mà đối chiếu với một cái bệnh viện của Trung Quốc, là các bạn thấy là cái bệnh viện Hoa Kỳ họ hoạt động chuyên nghiệp hơn gấp 100 lần so với bệnh viện của Trung Quốc. Nhưng mà tại sao Hoa Kỳ lây lan tới mấy trăm ngàn trường hợp, 41.000 trường hợp đã tử vong, mà Trung Quốc bây giờ mới có 4.000 mấy, chỉ bằng 1/10 số lượng tử vong ở Hoa Kỳ, và chỉ có 80 mấy ngàn, chưa tới 90.000 trường hợp bị lây nhiễm nữa. Thì các bạn nghĩ là con số của nhà nước Cộng sản Trung Quốc đưa ra là chính xác à? Do đó, bây giờ họ ngượng ngập, bây giờ ở Âu Châu, cái sự lan rộng cũng nhiều rồi. Các bạn thấy Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, tất cả đều càng mỗi ngày mỗi tăng. Mà Trung Quốc thì dậm chân tại chỗ. Các bạn thấy lạ không? Và tất cả những con số, đặc biệt ở Thượng Hải. Thượng Hải là cái nơi mà giới chức y khoa nghi ngờ lây nhiễm rất nhiều. Nhưng mà Thượng Hải là cái đất chính trị. Tức là những nhân vật nào mà vào Trung ương Bắc Kinh đều phải là lãnh đạo ở Thượng Hải một khoảng thời gian. Hai nơi mà cái lộ trình mà trở thành lãnh đạo của Bắc Kinh á, nằm trong cái hàng ngũ lãnh đạo của Bắc Kinh á, là thứ nhất là phải là nằm ở Trung Nam Hải. Thứ hai là ở Thượng Hải. Và thứ ba là ở Thiên Tân. Đây là những cái khu vực mà nó được xem là những cái vùng nóng
lớn và nó xác định cái quyền lực của người đó. Những nhân vật nào muốn vào Bắc Kinh thì đều phải trải qua những cái khu vực này. Do đó Thượng Hải là cái nơi chính trị. Và nếu mà cái người đứng đầu thành phố Thượng Hải mà bị moi ra là số lượng lây nhiễm lớn này nọ đó, là có thể mất trắng quyền lực. Cho nên họ che đậy tất cả thông tin. Họ che đậy tất cả thông tin. Đó là phần của Thượng Hải. Về phía Tây Nam, Quảng Châu là nơi có Thẩm Quyến, đầu tàu kinh tế của cả nước Trung Quốc. Là cái nơi Trung Quốc không thể để cho bất cứ một cái tin nào liên quan tới Quảng Châu mà tiêu cực mà được xì ra ngoài. Nó gia tăng kiểm soát toàn bộ cái mạng lưới này ngay từ đầu. Tức là ngay từ khi đại dịch bùng nổ, Trung Quốc đã chấm những cái điểm nào mà phong tỏa tin tức. Để mọi người không biết tin tức về những nơi đó. Chỉ tập trung vào Vũ Hán là chính. Rồi bây giờ bắt đầu tập trung vào Cáp Nhĩ Tân. Tức là ở Thác Long Giang. Rõ ràng là Bắc Kinh đã có cái chiến lược che đậy thông tin rất kỹ, rất cẩn thận. Họ che đậy rất nhiều những thông tin. Nếu mà nói số lượng lây nhiễm nhiều, thì tôi không nghĩ rằng Cáp Nhĩ Tân có số lượng lây nhiễm nhiều bằng ở khu vực của Thượng Hải và Quảng Châu. Và đặc biệt là ở Trùng Khánh. Trùng Khánh là cái nơi được xem là một cái thành phố kinh tế tiềm năng của Trung Quốc, nằm ở ngay gần Tứ Xuyên. Đây được xem là một trong những cái boom về kinh tế sau khi có cái giá cả quá cao ở Quảng Châu. Thì Trùng Khánh là cái nơi mà được xem là có rất nhiều dân sống ở đây. Trùng Khánh là cái điểm thứ ba mà tôi nghĩ rằng là ba điểm này là ba cái điểm mà nó đang kiểm soát dịch bệnh ngoài tầm tay. Nhưng mà tin tức đã bị siêu lại hết. Và lực lượng an ninh của Trung Quốc đã chặn hết tất cả những cái thông tin trên mạng xã hội. Và siết chặt tất cả những cái gì mà liên quan tới dịch bệnh coronavirus hay là COVID hay là Wuhan. Họ siêu lại hết rồi. Do đó không có một cái tin tức nào có thể xì ra được. Nhưng mà cái việc gọi là giấu lâu, giấy không gói được lửa. Cái câu ngạn ngữ Việt Nam gọi là giấy không gói được lửa. Thì có nghĩa là trước sau cũng lòi ra. Bây giờ Trung Quốc chọn cái cách lòi ra một cách hợp pháp hơn. Bây giờ họ đổ thừa là từ bên ngoài nhập cảng vào cái con virus này vào Trung Quốc, chứ không phải là từ ở Vũ Hán đi ra. Và họ đóng cửa biên giới ở ngay chỗ Hắc Long Vây An. Rồi bây giờ đổ thừa và bắt đầu hướng tất cả dư luận về cái khu vực Cáp Nhĩ Tân ở cái khu vực Đông Bắc của Trung Quốc. Và cùng một lượt họ lại khai triển tất cả các mạng lưới quân sự nằm ở dưới Biển Đông. Điều này rõ ràng là Trung Quốc đang có cái chiến lược đẩy tất cả lửa nó giãn ra. Tạo hai cái mặt trận phía Đông và phía Tây Nam. Người để cho người ta không biết đường đâu mà ra. Và bên cạnh đó, cái chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc mặc dù thất bại nhưng vẫn tiếp tục đẩy ra. Nào là con siêu vi khuẩn này không phải từ Vũ Hán, nó từ quân nhân của Mỹ mang tới. Nào là Trung Quốc bây giờ là trở thành lãnh đạo của cộng đồng quốc tế trong việc chống đại dịch, đang giúp đỡ nước này nước kia, khẩu trang, dụng cụ y tế vân vân và vân vân. Họ cố gắng họ làm tất cả mọi thứ để che đậy cái sự thật. Cái sự thật là họ bất lực hoàn toàn trong việc đối phó với siêu vi khuẩn này. Và họ thông đồng với Tổ chức Y tế Thế giới. Lợi dụng Tổ chức Y tế Thế giới che đậy thông tin cho họ. Tại vì họ biết được cộng đồng quốc tế không tin họ. Nhưng cộng đồng quốc tế tin vào Tổ chức Y tế Thế giới. Và họ thao túng ngay cái Tổ chức Y tế Thế giới. Đây là một trong những cái chiến lược mà Trung Quốc sử dụng để ngăn chặn tất cả những cái gì tiêu cực mà có thể gây hại cho cái quyền lực của Đảng Cộng sản tại Trung Quốc. Ok các bạn, đó là cái đề tài ngày hôm nay để cho các bạn thấy rõ tại sao bây giờ người ta tập trung ở Cáp Nhĩ Tân, ở Hắc Long Giang. Đó là ý đồ của Đảng Cộng sản Bắc Kinh. Chứ không phải là tự nhiên chỗ này nó bùng nổ thành dịch bệnh. Và ý đồ của họ chuyển lửa lên khu vực này và chuyển lửa xuống Biển Đông để tránh cái tình trạng ở nội bộ Trung Quốc. Đó là một trong những cách mà nhà nước Cộng sản Trung Quốc làm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều cho buổi chiều ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình tin cập nhật buổi tối. Và ở chương trình này, các bạn có thể đem đề tài ngày hôm nay lên để chúng ta tiếp tục thảo luận. Hoặc là các bạn có thể dựa trên những cái bản tin cập nhật mới nhất chiều ngày hôm nay của Phong để chúng ta có thể thảo luận thêm về cái tình hình của thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phong sẽ gặp lại mọi người trong 6:30 giờ California, tức là 8:30 giờ Houston, Texas. Có nghĩa là một tiếng đồng hồ nữa. Mến chào mọi người. Bye bye.